Hello, xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì tiếp tục với con game Bixel nhé bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cơ chế mà game sticky của con game Bixel này. Tức là các bạn sẽ chơi những cái trò chơi hoặc là các bạn sẽ trồng một cái loại cây nào đó và chúng ta sẽ thu về cái game sticky. Sau đó các bạn sẽ đem cái game sticky này vào những cái quầy và sau đó chúng ta sẽ quay thưởng và nó sẽ có những cái món quà rất là có giá trị với bạn, như là ong nữa bạn, bình tăng lực và rất nhiều cái phần quà khác mà các bạn có thể bán trên cái store hoặc là các bạn sử dụng để kiếm năng lượng chẳng hạn. Thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn về cái cơ chế này của game. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào game nha bạn, và chúng ta sẽ vào cái góc 12 giờ ở đây các bạn. Nó có một cái cổng như thế này đây, các bạn sẽ vào cái góc này nha bạn. Thì đây, cái cổng này được gọi là Carnival nha bạn. Vì các bạn sẽ vào Carnival. Và các bạn sẽ thấy là cái Carnival nó được cấu trúc như thế này nữa bạn. Đây, các bạn sẽ có 4 cái trò chơi để các bạn chơi game. Thì riêng cái trò này là nó sẽ mở ở vào 10 giờ sáng các bạn. Và cái trò này chỉ cần đủ số lượng trò chơi là các bạn sẽ thu được cái tích kịch đó. Trò đây là trò Left Right. Thì cái trò này các bạn, thì cứ mỗi các bạn sẽ vào một cái vòng tròn. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái trò này. Thì cái cơ chế của cái trò này các bạn là, tức là bạn sẽ chọn vào một bên trái hoặc phải, và nó sẽ căn cứ vào cái số lượng người ở trong cái vòng tròn này và nó sẽ quyết định cái bên nào là bên thắng nha bạn. Và các bạn thấy là sau khoảng thời gian đó, sau một thúc phút thì mình là bên thua nữa bạn. Và các bạn phải ra ngoài vòng tròn, sau đó các bạn vào lại thì nó mới tính là vòng tiếp theo nha bạn. Thì khi mà bạn thắng một vòng, các bạn sẽ được khoảng 5 cái tích kịch nha bạn. Rồi, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái trò tiếp theo là trò mê cung bắp con mê. Thì cái trò này các bạn sẽ có nó sẽ hồi là khoảng là 22 tiếng nha bạn. Và cái trò này các bạn sẽ chơi được 3 lần, mỗi lần tương ứng với một lượng tích kịch và
Và các bạn thấy là nó sẽ có ba cái cổng đó tương ứng với ba cái cuộn dây mà các bạn sẽ có ba cái tích kịch, sẽ có một lượng tích kịch đó. Khi mà các bạn ăn một cái cuộn dây ở một cái cổng nào rồi, một cuộn tích kịch ở cái cổng nào rồi thì các bạn sẽ không nhận được nữa, các bạn sẽ chơi lại hai lần và các bạn đi qua hai cái cổng khác thì các bạn sẽ nhận được hai cái tích kịch đó. Sau khi mà các bạn chơi ba lần thì nó sẽ không còn tích kịch nữa và các bạn phải chờ 22 tiếng để nó hồi lại ngày hôm sau nha các bạn, để chúng ta có thể chơi tiếp. Và cái trò tiếp theo đây là cái trò Boom Group Room, tức là các bạn sẽ đập bí ngô. Đây nè các bạn. Và cái trò này nó sẽ có thời gian hồi là 8 tiếng nha các bạn. Rồi hết thời gian thì các bạn sẽ click vào cái chữ collect này để thu thập 16 vé mà các bạn kiếm được. Cứ mỗi lần đập được một quả bí ngô thì các bạn sẽ kiếm được một vé và các bạn sẽ có 8 tiếng để nó hồi lại trò chơi này thì bạn mới có thể chơi tiếp nha bạn. Các bạn sẽ thoát vào cái nút exit này. Thì đó chính là 4 trò chơi mà các bạn có thể kiếm được cái game Sticket nữa bạn. Và cơ chế tiếp theo là các bạn sẽ trồng cây để kiếm được game Sticket. Các bạn sẽ thu thập những cái hạt giống ở đây nữa bạn. Đây các bạn sẽ thu thập cái hạt giống này ở đây. Đây. Cái hạt giống của nó sẽ là Cotton Candy Seed nữa bạn. Hạt giống này hoàn toàn miễn phí. Và khi mà các bạn thu hoạch đó, các bạn sẽ thu hoạch được vé thôi nha các bạn. Và các bạn sẽ không bán được cái cây này. Thì các bạn nhớ là các bạn sẽ vào thu hoạch. Như mình để lâu quá thì nó sẽ bị chết nữa bạn. Thì khi mà mỗi một cây mà chết trong con game này các bạn, thì các bạn có thể thu hoạch nó lại để và nó sẽ biến thành là hạt giống để các bạn có thể trồng lại nha các bạn. Và các bạn lưu ý khi mà các bạn trồng những cái cây này các bạn, thì các bạn sẽ không bị tốn năng lượng để trồng nha các bạn. Không có tốn năng lượng để trồng, mà chỉ tốn năng lượng tưới nước và thu hoạch thôi. Thì cái thu hoạch là một năng lượng và cái tưới nước cũng là một năng lượng nha các bạn. Ủa 0.5 năng lượng, tưới nước là 0.5 năng lượng. Thì một cái cây candy này nó sẽ cho các bạn là khoảng một vé game Sticket nha bạn. Và cái cây thứ hai mà các bạn có thể trồng và lấy vé đó chính là cái Orange Room Skin. Thì nó nằm ở bên đây nữa bạn. Các bạn sẽ thu hoạch, các bạn sẽ có thể lấy ở cái máy hạt giống này. Đây.
Và nó cũng có thời gian hồi là 24 giờ nha bạn, 24 giờ sau các bạn mới có thể vào và lấy hạt giống tiếp. Thì mảnh đất mà các bạn có thể trồng là cũng ở bên đây luôn. Thì cái hạt giống này các bạn, nó sẽ giống như cái hạt giống Rumkin của game này vậy bạn. Các bạn phải tưới nước 2 lần. Cứ Rumkin là các bạn sẽ phải tưới nước 2 lần nha bạn. Nếu không thì cái cây nó sẽ chết và bạn không thu hoạch được. Thì cái Rumkin này nó sẽ cho các bạn là hai vé cho một hạt giống, cho một cái quả mà các bạn thu hoạch được. Thì đó chính là những cái cách mà các bạn có thể kiếm được cái game ticket trong con game Pixel này. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để sử dụng. Sau khi mà các bạn kiếm được cái game ticket này rồi thì các bạn có thể sử dụng thông qua ba cái quầy như thế này các bạn. Ba cái quầy sử dụng vé như thế này. Thì cái quầy đầu tiên nó chính là Gu. Thì cái quầy này nó sẽ cho các bạn là cái giải thưởng cao nhất là cái bình năng lực các bạn. Quẻ tử thứ hai là cái hạt giống Rumkin mà màu tím các bạn. Thì cái đó các bạn sẽ có thể trồng và các bạn thu hoạch và bán được ở cửa hàng nha bạn. Còn cái giải thưởng thứ ba thì các bạn có thể kiếm được cái Cotton Candy Seed nữa các bạn. Thì các bạn sẽ trồng tiếp và ra vé tiếp. Và các bạn có thể, nó cũng có thể là các bạn thấy quay một lần các bạn có thể trúng được thêm 5 vé nữa nha bạn. Rồi, còn cái bet này thì mình đã quay ra được những cái này nữa bạn, khi mà mình sử dụng cái bet. Đây, thì những cái này các bạn chưa chưa có sử dụng tới thì game chưa có cập nhật cái tính năng về bet nha bạn, nó chỉ mở cho bạn quay để kiếm những cái này để khi mà tính năng về bet ra mắt thì các bạn có thể sử dụng nó để sử dụng nó cho cái tính năng đó nha bạn. Còn cái thứ ba là cái bi. Thì ở cái quầy này các bạn sẽ có thể kiếm được cái con ong chúa nha bạn, hoặc là các bạn sẽ kiếm được đồ trang trí. Thì đa phần là đồ trang trí và con ong chúa là cái con queen bee các bạn, là cái giải thưởng cao nhất. Thì các bạn kiếm được một con queen bee các bạn có thể bán cho cửa hàng là 200, với giá 200. Nếu như các bạn có VIP thì các bạn có thể bán ở trong cái marketplace, thì hiện tại mình thấy là đang khoảng 230 các bạn, khá là lãi. Thì đa phần là sẽ trúng những cái trang trí này bạn, các bạn sẽ trang trí cho cái spec của mình. Thì mình sẽ vào cái này. Hoặc là các bạn có thể kiếm năng lượng thông qua cái gu. Thì mình thấy rất nhiều người, hai cái quầy mà được nhiều người sử dụng nhất đó chính là gu và cái quầy bi nha bạn. Các bạn có thể kiếm ong hoặc là bình năng lực để các bạn hồi năng lượng các bạn. Thì mình thấy là kiếm ong nó lãi hơn, bởi vì cái tỷ lệ bình năng lực với ong nó như nhau, nhưng mà nếu mà ong á thì các bạn có thể kiếm được 200 mấy đồng berry luôn. Còn bình năng lực thì các bạn có thể bán trên marketplace với giá là khoảng 90 berry, hoặc là các bạn có thể uống năng lực để chúng ta có thể tiếp tục trồng ra những cái cây và thu hoạch, tùy theo cách mà các bạn chọn để chơi con game này. Hoặc là với những bạn nào mà đang cần làm cái nhiệm vụ rượu á bạn, khi mà bạn làm xong cái nhiệm vụ rượu thì các bạn có thể trade với những người chơi khác. Thì rất nhiều người họ đang cần làm cái nhiệm vụ rượu đầu tiên, thì các bạn có thể kiếm ong qua cái cách này.
Thì cái quầy quay thưởng nó sẽ là như thế này các bạn. Đây là cái quầy quay thưởng ra ong. Thì các bạn sẽ click vào cái game sticker này, sau đó các bạn click vào cái quầy này. Thì các bạn thấy là nó hiển thị cái dòng này là các bạn đã thắng một giải thưởng. Các bạn thấy là nó cũng khá khó là để trúng, nhưng mà nên việc mà các bạn tích nhiều càng nhiều vé thì càng tốt nha các bạn. Thì các bạn thấy là cái tỷ lệ ra một con ong á, nó cũng khá là khó các bạn. Đây, mình đã trúng được một con ong rồi nha bạn. Thì khoảng một bạn tích chỉ cần khoảng 100 mấy vé là bạn đã có thể trúng được ong rồi. Nếu mà bạn xui lắm thì các bạn không trúng, nhưng mà đa số là có thể trúng được tối thiểu là một con nha bạn. Rồi, mình đã sử dụng hết cái vé của mình và các bạn sẽ thu hoạch cái thu thập cái phần thưởng nó ở bên cái mailbox này nha bạn. Thì những cái mà đồ trang trí này các bạn có thể thu hoạch và sử dụng lên cái pack của các bạn. Nhưng mà thường mình không có thu hoạch cái này bởi vì nó khá là nhiều các bạn. Và các bạn không bán được cái này nha. Và cái queen bee này thì các bạn có thể bán ở cửa hàng để thu về. Hoặc là các bạn có thể nuôi ong để chúng ta làm cái nhiệm vụ rượu. Rồi xong rồi các bạn. Mình sẽ quay nốt 10 cái vé còn lại luôn nha. Rồi giờ chúng ta sẽ ra. Thì đây là cái cách kiếm vé của mình, là bởi vì nếu như các bạn có thời gian á thì các bạn có thể trồng những cái hạt giống mà các bạn lấy miễn phí từ cái lấy miễn phí, thì các bạn có thể trồng để các bạn thu hoạch được vé. Nó cũng khá là nhiều cái vé ở cái việc mà trồng cây đó. Nhưng mà nếu bạn không có thời gian á thì các bạn chơi hai trò giống như mình thôi. Đó là trò con maze, tức là mê cung bắp. Khi nãy mình có nói là các bạn chơi được 3 lần và nó rất nhiều vé nha bạn.
Thứ hai là cái trò mà đập cái bí ngô các bạn. Thì các bạn có thể chơi một lần ở đó, nó khoảng mười mấy vé. Thì tổng kết lại các bạn có thể kiếm được khoảng gần 100 vé với hai trò đó rồi. Thì mỗi ngày các bạn có thể lên và các bạn thu hoạch, các bạn trồng cây xong rồi các bạn có thể chơi những cái trò đó. Sau đó chúng ta kiếm game ticket và vào quay số, xong rồi chúng ta có thể ra ngoài để làm những công việc khác. Thì đó chính là cái cách chơi của mình nha bạn. Mình thấy cái cách chơi đó thì nó tiết kiệm thời gian nhất có thể luôn. Và các bạn có thể kiếm cũng được rất là nhiều vé game ticket. Tất nhiên là nó sẽ không bằng việc mà các bạn bỏ thời gian ra để các bạn trồng những cái cây này để thu về cái game ticket rồi. Thì như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể kiếm được cái game ticket trong cái carnival của con game Pixel nha bạn. Và các bạn có thể sử dụng cái game ticket để quay ra những cái giải thưởng trong những cái quầy. Video mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Bây giờ xin chào tất cả bạn, hẹn gặp lại bạn ở những video sau.